Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Nizoclim do dược phẩm Delavi sản xuất. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về Nizoclim cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Sản phẩm Nizoclim có thành phần là Climbazone, kém oxy, Chitosan. Nizoclim được bào chế dưới dạng kem. Nizoclim mang lại cho người dùng công dụng giúp làm sạch da, kháng khuẩn, làm dịu da khi bị viêm da, mẩn ngứa, mụn nhọt, giúp đẩy nhanh quá trình phục hồi da bị hư tổn làm mờ các vết thâm trên da, cho làn da khỏe mạnh hơn, góp phần hạn chế vi khuẩn trên da. Sản phẩm dùng cho các trường hợp: người bị nấm ngứa, hắc lào, lang ben, viêm da, vẩy nến. Sản phẩm Nizocream được sử dụng bằng đường bôi da. Liều lượng của Nizocream được nhà sản xuất khuyên dùng như sau: rửa sạch vùng da cần chăm sóc, thấm khô, lấy một lượng sản phẩm vừa đủ bôi thành một lớp mỏng, ngay có thể bôi 3 đến 4 lần để cho hiệu quả tốt nhất. Chống chỉ định khi sử dụng Nizo không dùng cho người mẫn cảm với thành phần nào của sản phẩm. Một số lưu ý và thận trọng khi dùng, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Ngưng sử dụng khi có phản ứng không mong muốn xảy ra, tham khảo ý kiến bác sĩ. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Nizo đồng thời biết cách sử dụng Nizo sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.